Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình thời sự lúc 12 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình ngày 15 tháng 6 sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Tiếp tục chương trình làm việc, Quốc hội đã thảo luận về việc khôi phục phát triển sản xuất thời hậu Covid, đặc biệt đề cập đến trách nhiệm của cán bộ trong quá trình này. Tuy phải hứng chịu hạn hán và xâm nhập mặn kéo dài, nhưng bà con nông dân đồng bằng sông Cửu Long xuống giống lúa hè thu sớm đã đón niềm vui được mùa, được giá. Lễ hội áo dài Hội An danh thắng Việt Nam được tổ chức, quy tụ những bộ sưu tập độc đáo mang sức sống mới cho áo dài truyền thống của 18 nhà thiết kế trong nước. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Trong phiên họp sáng nay, nhiều vấn đề về kinh tế xã hội lớn của đất nước đã được các đại biểu Quốc hội nhắc tới. Trong đó, thì việc khôi phục phát triển sản xuất thời hậu Covid là mối quan tâm đặc biệt của nhiều đại biểu tại nghị trường. Bên cạnh đó, thì nhiều đại biểu Quốc hội cũng đề cập đến trách nhiệm của cán bộ, đặc biệt là trong bối cảnh mà chúng ta đang phải căng sức để khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định lại đời sống. Và trong lúc này, hơn bao giờ hết, cần phải khắc phục virus trì trệ cho một bộ phận cán bộ, cần những cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thời gian qua, nhiều địa phương đã trải thảm đỏ cho các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đa quốc gia về đầu tư ở địa phương mình. Tuy nhiên, các thủ tục đầu tư vẫn còn phức tạp và kéo dài. Các văn bản hướng dẫn luật đầu tư, luật xây dựng, luật quy hoạch đô thị, luật đất đai còn nhiều nội dung chưa thống nhất, gây nên sự lúng túng, dè chừng, đùn đẩy của các cơ quan chức năng trong quá trình thẩm định, xem xét giải quyết các thủ tục cho các dự án đầu tư của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp phải mất trung bình từ 3 đến 4 năm cho việc chạy lòng vòng và bước dần qua các thủ tục này và thực sự cảm thấy hụt hơi, nản chí. Thiết nghĩ chúng ta đang dọn tổ đón đại bàng thì cũng nên rắc thóc cho chào mào, chim sẻ để thực sự có một sự công bằng và tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, phát huy nội lực của các doanh nghiệp trong nước trong việc góp phần nhanh chóng khôi phục nền kinh tế. Chúng ta bằng những lộ trình mở cửa từng bước có mức độ với các nước thì có thể vừa khai thác thị trường nước ngoài, đầu tư nước ngoài, đồng thời khuyến khích khai thác thị trường trong nước, đầu tư trong nước, phát huy ba sức mạnh Việt Nam, đó là sức mạnh văn hóa, sức mạnh chính trị và sức mạnh về kinh tế của nước Việt Nam. Các gói hỗ trợ rất kịp thời như gói an sinh xã hội, gói hỗ trợ tiền tệ, gói hỗ trợ giá điện, gói hỗ trợ giá viễn thông v.v. nhưng đã có sự trục lợi từ các chính sách của chính phủ. Nó biểu hiện rất đa dạng, từ nâng giá thiết bị y tế, tình trạng nhũng nhiễu gian dối đến gói hỗ trợ an sinh xã hội có nơi đến không đúng đối tượng. Và đáng chú ý là có những cán bộ đã dính vào hiện tượng này. Đây là những hành vi không thể chấp nhận được. Cử tri đề nghị chính phủ tiếp tục chỉ đạo các ngành, các địa phương xử lý nghiêm khắc các hành vi trục lợi này. Cổ phần hóa doanh nghiệp còn chậm, giải ngân đầu tư công chưa đạt yêu cầu này, tình trạng nợ đọng văn bản này, vấn đề ô nhiễm môi trường, vấn đề tham nhũng, trục lợi chính sách. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói một cách hình tượng là chúng ta phải chống hai loại virus, một là corona, hai là virus trì trệ. Tôi cho rằng những tồn tại đó đã kéo dài từ năm này qua năm khác. Vấn đề đặt ra ở đây là chúng ta phải làm bắt đầu từ con người, bắt đầu từ công tác cán bộ. Vì vậy, tôi đề nghị Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm có các biện pháp để chấn chỉnh, để khắc phục tình trạng này. Trên cơ sở phải sắp xếp, phải xây dựng được hệ thống tổ chức tinh gọn, khoa học và đủ mạnh. Trên cơ sở siết chặt kỷ luật kỷ cương, lựa chọn đội ngũ cán bộ đảm bảo chất lượng, đặc biệt là phát huy được trách nhiệm người đứng đầu. Việt Nam vừa trúng thầu cung cấp 30.000 tấn gạo trắng cho Philippines, thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương. Tổng công ty Lương thực miền Bắc Vinafood 1 là đơn vị trúng thầu lô này và giao hàng tới cảng Davao với số lượng là 30.000 tấn và giá bán là 497,3 đô la Mỹ một tấn. Ngoài Việt Nam thì Myanmar cũng trúng thầu gói 33.000 tấn và giá bán lại thấp hơn của Việt Nam. Tuy nhiên, theo Cục Xuất nhập khẩu, thông báo trên chỉ là xếp hạng nhà thầu do phải chờ việc giải ngân ngân sách từ phía chính phủ Philippines. Việt Nam sắp bước vào thu hoạch vải thiều chính vụ, vì vậy mà dự báo sắp tới thì xuất khẩu vải thiều của Việt Nam sang Trung Quốc sẽ tăng mạnh. Đầu tháng 6 này thì Việt Nam đã cho phép 300 thương nhân Trung Quốc nhập cảnh vào để thu mua vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang và phải thực hiện cách ly đủ 14 ngày để phòng dịch COVID-19. Hiện các thương nhân đang cách ly vẫn thực hiện giao dịch qua điện thoại với các đại lý thu gom vải xuất, đưa hàng về Trung Quốc một cách bình thường. Nhập khẩu vải thiều từ Việt Nam hiện chiếm tới gần 99% trong tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc.
Ngoài việc xuất khẩu sang Trung Quốc thì một phần vải thiều tiêu thụ trong nước và một phần lớn nữa thì đang được các nhà máy chế biến thu mua. Lúc này khi mà vải thiều vào chính vụ thì những nhà máy chế biến cũng hoạt động hết công suất 24/24 giờ. Cứ 30 phút vải lại về một xe, doanh nghiệp này một ngày nhập hàng trăm tấn vải, hàng trăm công nhân và máy móc làm việc gần như 24/24. Vải sau khi nhập về, bỏ lá, bỏ cuống, vải được làm sạch bằng nước rồi sục ozone. Cả quá trình đó chỉ diễn ra trong vòng từ 10 đến 15 phút. Những trái vải tươi như thế này thì sau khi được làm sạch sẽ được đưa vào cái thiết bị cấp đông siêu tốc và chỉ sau 7 phút thì sẽ có những cái trái vải đông lạnh như thế này. Những trái vải đông lạnh ở nhiệt độ âm 18 độ C vẫn đảm bảo tới 90% độ tươi ngon đến tận tay khách hàng. Có thể bảo quản dễ dàng, sử dụng thuận lợi. Cái vấn đề thứ ba nữa là cái giá trị gia tăng của quả vải sau chế biến nó sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với cái quả vải mà xuất khẩu quả tươi. Thay vì tìm đường xuất khẩu vải tươi thì doanh nghiệp này đã 5 năm liền xuất khẩu vải đông lạnh vào thị trường Nhật Bản. Hiện mỗi tuần họ xuất hàng chục tấn vải sang thị trường này và giá trị gấp 2 đến 3 lần xuất khẩu trái vải tươi. Còn doanh nghiệp này đóng ngay tại Lục Ngạn, Bắc Giang. Mùa vải năm nay họ kỳ vọng sẽ tiêu thụ được 1.000 tấn, trong đó có ép nước để xuất khẩu sang Thụy Sĩ. Việt Nam là đất nước nông nghiệp nên là tất cả những nhà máy chế biến hỗ trợ cho xuất khẩu và làm cho nội địa là rất đáng hoan nghênh. Mong các nhà đầu tư vào cùng làm việc này để người Việt Nam mình có những sản phẩm tốt. Tuy giá trị của vải chế biến cao hơn nhiều trái vải tươi, nhưng hiện nay những nhà máy chế biến như trên thì còn quá ít. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn định hướng các địa phương, doanh nghiệp nên xây dựng các chuỗi chế biến tinh gắn với những trái cây mang tính thời vụ cao như vải, nhãn. Một cái tổ hợp chế biến không thể hoạt động chỉ trong vòng 1 tháng và 11 tháng còn lại để không hoạt động. Đây là cái quyền lợi của các cái doanh nghiệp khi tham gia vào sân chơi này. Chúng ta phải đi thẳng vào những chuỗi chế biến tinh, tức là một sản phẩm có thể ra những dạng hình sản phẩm khác nhau, ví dụ như là mỹ phẩm, như là dược liệu, như là làm những yếu tố đầu vào cho thức ăn chăn nuôi. Dự kiến năm nay sẽ có khoảng 80.000 tấn vải sẽ phải tiêu thụ trong nước và qua chế biến. Vụ lúa hè thu năm 2020, nông dân nhiều địa phương của đồng bằng sông Cửu Long không đặt nhiều hy vọng bởi vì ngay từ đầu vụ thì đã phải đối mặt với rất nhiều trở ngại do là hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài. Tuy nhiên các địa phương thì đã chủ động chuyển đổi sản xuất để ứng phó với hạn mặn và niềm vui đã đến với bà con nông dân xuống giống lúa hè thu sớm, mang lại sự phấn khởi trên những cánh đồng trong nhiều ngày vừa qua, ghi nhận tại thành phố Cần Thơ. Dừa cắt xong ruộng lúa với năng suất gần 1 tấn một công, ông Quang biết chắc vụ này có lời hơn 40%. Từ mấy tháng trước, ông đã bán lúa non với giá 5.000 đồng một ký. Tuy không bằng giá thị trường hiện tại nhưng cao hơn gần cả ngàn đồng so với cùng kỳ năm ngoái. À, hôm nay thấy ngon, thấy lạ hơn nha. Nông dân cũng mừng. Dạ, giá năm nay im hơn mỗi năm chứ. Năng suất thì nó cũng cao, tự bằng tới hơn mỗi năm đó. Dạ, là những chắc cũng kiếm công chắc cũng cỡ chừng 2 triệu, 2 triệu gửi được. Vụ hè thu này, nông dân Cần Thơ xuống giống hơn 74.000 hecta. Dù không bị mặn xâm nhập, nhưng tác động của nắng nóng kéo dài và dịch bệnh đã khiến nhiều nông dân lo lắng. Tuy vậy, giá lúa tươi bán tại ruộng hiện nay là 5.200 đồng một ký, có thời điểm lên đến 5.500. Máy cắt cũng có tiền vô mà mấy người mình nhân công cũng có tiền. Rồi chủ ruộng năm nay nhờ chúng điều đồng, chân đồng nào cũng trúng, chân tôi cắt thì cũng gài đồng nào cũng trúng. 800-900 tấn không đó. Khi Thủ tướng Chính phủ quyết định cho xuất khẩu gạo trở lại bình thường, khi mà tín hiệu chúng ta đã cơ bản khống chế được đại dịch COVID-19, cộng với những cái tín hiệu thị trường thế giới, thì bà con nông dân của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hiện nay rất tích cực chăm bón. Chúng tôi tin tưởng là đây cũng là một cái động lực tốt để chúng ta có thể tổ chức tốt cái vụ hè thu. Gặt hái được thành công từ vụ hè thu dù có nhiều bất thuận, nhiều nơi bà con nông dân đã tranh thủ xuống giống vụ lúa mới trong tâm trạng phấn khởi. Việc nhà bán lẻ Big C vừa phải đóng cửa một siêu thị lâu đời nhất trong chuỗi này, đó là Big C miền Đông, tiếp tục cho thấy sự thu hẹp độ phủ của loại hình siêu thị, khi mà số lượng siêu thị đã sụt giảm đến 12% theo năm, theo các nghiên cứu thị trường mới nhất. Trong khi ngược lại thì loại hình cửa hàng tiện lợi lại chứng kiến một sự bứt phá về số lượng lên đến 60% theo năm. Đây là những chỉ dấu cho thấy rằng thị trường bán lẻ đang vào giai đoạn tái cấu trúc. Qua cao điểm dịch, doanh nghiệp bán lẻ vàng trang sức này phải sắp xếp lại hoạt động của hơn 20 cửa hàng. Chỉ tiêu doanh thu năm bị điều chỉnh giảm 15%,
lợi nhuận giảm 30% so với năm ngoái. Doanh nghiệp buộc phải thực thi các kế hoạch tái cấu trúc nhanh hơn vì chất xúc tác COVID-19. Chúng tôi cũng chưa thể được dự đoán một cái tình hình nó sáng sủa trong cái tương lai của cái ngành bán lẻ và đặc biệt ngành trang sức. Hệ thống bán lẻ thì chúng tôi sẽ tái cấu trúc lại. Hiện nay thì các bạn thấy chúng tôi phân ra tùy theo thị trường khu vực thì nó sẽ có những mô hình cửa hàng ở cấp độ và ở cái hình thái nó khác nhau. Theo đơn vị nghiên cứu thị trường Asia Plus, tính đến hết tháng 3 năm nay, số lượng từng loại hình bán lẻ tại Việt Nam đã có sự thay đổi rõ rệt so với năm trước đó. Số lượng siêu thị giảm 12%, trong khi các mô hình bán lẻ nhỏ hơn như cửa hàng tiện lợi hay siêu thị mini lại tăng mạnh 60%, cho thấy lợi thế phát triển của các mô hình mặt bằng nhỏ, tiết kiệm chi phí. Hiện nay, một số nhà bán lẻ cũng đang bắt tay mở rộng độ phủ chuỗi cửa hàng tiện lợi của mình. Có doanh nghiệp xác định mục tiêu lên gấp 30 lần quy mô hiện tại, nhưng không phải bằng cách bỏ tiền túi đầu tư, mà thông qua nhượng quyền cho bên ngoài để chia sẻ chi phí và rủi ro. Đối với các cái tỉnh xa, các cái tỉnh phía Bắc thì tôi nghĩ rằng là chính những cái bản thân những người nhận nhượng quyền là những người ở địa phương thì người ta sẽ tiếp cận cái văn hóa ở địa phương để người ta quản trị các cái mô hình này ở tại địa phương đó là tốt nhất. Cái hình thức nhượng quyền là cái hình thức mà chúng tôi đi là hiện nay và nó cũng có các cái tín hiệu rất tốt. Một khảo sát của Google cho thấy lượng người dùng Việt Nam tìm kiếm mua hàng trực tuyến tăng hơn 40% vì ảnh hưởng của dịch. Xu hướng này có thể là kim chỉ nam cho các chiến lược tái cấu trúc của nhà bán lẻ. Việc mới đây doanh nghiệp bán lẻ lập kỷ lục mỗi giờ bán được 1 tấn vải trên nền tảng ví điện tử là một minh chứng. Điều tích cực đó là hiện nay Việt Nam chúng ta đã thấy sự phát triển của các doanh nghiệp nền tảng giao hàng và nền tảng thanh toán, sự tập trung cho các kênh trực tuyến là điều chắc chắn. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hệ thống cửa hàng trực tiếp khi tỷ trọng cửa hàng bán lẻ hiện đại ở Việt Nam chỉ là 20%, thấp đến phân nửa so với mức trung bình ở châu Á. Do đó, giải pháp tối ưu vẫn là bán hàng đa kênh. Trong giai đoạn tái cấu trúc, doanh thu nhà bán lẻ có thể bị sụt giảm, nhưng tiêu chí thành công là phải cải thiện được biên lợi nhuận. Từ bây giờ, một số doanh nghiệp đã quyết định mạnh tay đầu tư cho các hệ thống chuyển đổi số để tối ưu hóa quy trình nhằm gặt hái được quả ngọt trong những năm tiếp theo. Tiếp tục sẽ là phần tổng hợp điểm báo trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, Việt Nam xuất siêu 1 tỷ đô la Mỹ trong tháng 5. Theo trang điện tử của Đài Tiếng nói Việt Nam VOV thì trong tháng 5, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 37,35 tỷ đô la Mỹ, trong đó thì kim ngạch xuất khẩu đạt 19,19 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,1% so với tháng 4. Kim ngạch nhập khẩu đạt 18,18 tỷ đô la Mỹ, giảm 1,9%. Như vậy về cán cân thương mại trong tháng 5 thì Việt Nam đã xuất siêu hơn 1 tỷ đô la Mỹ, đưa mức thặng dư của 5 tháng đầu năm lên hơn 3,5 tỷ đô la Mỹ. Cùng với đó thì trị giá xuất khẩu sang nhiều thị trường chủ lực của Việt Nam cũng đồng loạt tăng, như là Mỹ tăng 700 triệu đô la Mỹ, EU tăng 502 triệu đô la Mỹ và ASEAN tăng nhẹ 22,8 triệu đô la Mỹ. Bình luận về việc Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn hai hiệp định là EVFTA và EVIPA, trang Gavroche của Thái Lan đã có bài viết với nhan đề "Đầu tư nước ngoài kim chỉ nam của Đảng Cộng sản Việt Nam". Bài báo này nhận định với các thỏa thuận cho phép 71% sản phẩm của Việt Nam xuất khẩu sang Liên minh châu Âu trị giá khoảng 42 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019 thì sẽ mở ra nhiều cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài đến Việt Nam. Thực tế trong 5 tháng đầu năm thì các khu công nghiệp và khu kinh tế đã thu hút được 390 dự án nước ngoài với tổng giá trị là 4,3 tỷ đô la Mỹ và cho đến nay thì cả nước đã thu hút được 9.850 dự án FDI với tổng số vốn cổ phần là gần 194 tỷ đô la Mỹ, trong đó thì 70% đã được giải ngân. Việt Nam tổ chức hội nghị đầu tư với các doanh nghiệp của Hàn Quốc, trang KBS World của Hàn Quốc mới đây cho biết một cuộc tư vấn đầu tư lớn cho các công ty của Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam, Mid Korea 2020, sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 6 tới đây. Sự kiện này sẽ có sự tham gia của các quan chức hàng đầu của tất cả chính quyền 63 tỉnh thành của Việt Nam và khoảng 400 quan chức địa phương cũng như là 200 doanh nhân Hàn Quốc. Các cuộc thảo luận sẽ đề cập đến giải pháp mở rộng thương mại và đầu tư song phương trong kỷ nguyên hậu COVID-19, cũng là dịp để các doanh nhân Hàn Quốc bày tỏ nguyện vọng và đề xuất của mình đến chính quyền Việt Nam. Hai trường đại học của Việt Nam tiếp tục lọt vào danh sách 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới, trang Vietjournal của Nhật Bản đưa tin. Theo đánh giá của cơ quan đánh giá đại học của Anh Quốc là QS, thì hai trường đại học của Việt Nam đó là Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục lọt vào danh sách 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới.
hai trường này thì đã lọt vào danh sách này trong 3 năm liên tiếp và thứ hạng của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội tăng dần qua các năm. Còn đứng đầu trong danh sách này là Đại học Công nghệ Massachusetts của Mỹ. Trong phần tiếp theo của chương trình, dạy học trực tuyến sẽ được thừa nhận chính thức ở bậc phổ thông. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ ban hành quy chế chính thức về dạy và học trực tuyến. Lễ hội áo dài Hội An, danh thắng Việt Nam được tổ chức, quy tụ những bộ sưu tập độc đáo mang sức sống mới cho áo dài truyền thống của 18 nhà thiết kế trong nước. Tiếp tục chương trình thời sự, chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị về tình hình của dịch bệnh COVID-19. Ngày hôm nay 15 tháng 6 thì bước sang ngày thứ 60 Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Như vậy đến thời điểm này thì Việt Nam có tổng cộng là 334 ca, trong đó thì có gần 97% số ca mắc đã được điều trị khỏi. Mà đặc biệt là ca bệnh nặng nhất, đó là bệnh nhân số 91, nam phi công người Anh, hiện đã ngưng máy thở, tự thở được 48 giờ và ngưng toàn bộ các loại kháng sinh. Còn trên thế giới, tính đến 5 giờ sáng nay, theo số liệu của Mỹ, thì tổng số ca nhiễm trên toàn cầu là khoảng 7,9 triệu ca, hơn 434.000 ca tử vong. Chỉ riêng Mỹ thì đã có hơn 2,1 triệu ca nhiễm, gần 118.000 ca tử vong. 15 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Nghệ An đã được cứu nạn thành công và đưa vào bờ an toàn vào ngày hôm qua. Sau 24 giờ vượt sóng to gió lớn, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã tiếp cận được với tàu bị nạn, cứu hộ, chăm sóc sức khỏe các thuyền viên. Sau đó thì tàu bị nạn đã được lai dắt vào cảng cá Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu để bàn giao cho chính quyền địa phương. Trước đó vào sáng ngày 13 tháng 6 thì tàu cá với 15 thuyền viên đang khai thác hải sản đã bị hỏng hộp số. Do thời tiết sóng to gió lớn cho nên thuyền trưởng và các thuyền viên phải yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Dạy học trực tuyến sẽ được thừa nhận chính thức ở bậc phổ thông. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ tại hội nghị đánh giá chất lượng dạy học trực tuyến vừa được tổ chức. Dự thảo thông tư sẽ được hoàn thiện và công bố trước thềm năm học mới để lấy ý kiến rộng rãi. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành quy chế chính thức, làm rõ trách nhiệm của Sở Giáo dục Đào tạo các địa phương, nhà trường, các thầy cô và cha mẹ học sinh trong quá trình dạy và học trực tuyến. Đồng thời sẽ hướng dẫn cụ thể các trường về điều kiện triển khai, hỗ trợ về đường truyền, thiết bị và hệ thống tài nguyên dạy và học để nhằm đảm bảo tính thống nhất trong giảng dạy. Đây cũng là hành lang pháp lý để việc dạy và học trực tuyến được luật hóa, quy phạm hóa và được công nhận kết quả. Vâng, như vậy thì dạy học trực tuyến sẽ trở thành một phương pháp dạy học mới song song cùng với dạy học tập trung. Tuy nhiên, triển khai như thế nào để thực sự hiệu quả đồng bộ là điều mà nhiều người quan tâm trong bối cảnh có sự chênh lệch về hạ tầng giữa các trường học, về khả năng ứng dụng công nghệ thông tin giữa các thầy cô cũng như là năng lực tự học của học sinh còn kém. Với điều kiện hạ tầng sẵn có, ngay từ khi bắt đầu nghỉ học do dịch bệnh COVID-19, Trường Quốc tế Việt Nam Phần Lan đã triển khai dạy và học trực tuyến. Tuy nhiên, vì triển khai sớm hơn so với yêu cầu của Bộ, nên nhà trường cũng vấp phải phản ứng từ phụ huynh. Vì thế, theo đại diện nhà trường, bên cạnh việc công nhận hình thức dạy học trực tuyến, Bộ cần trao quyền tự chủ nhiều hơn cho các trường. Mỗi trường họ có những cái điều kiện khác nhau, thì miễn là các trường đưa ra được một cái kế hoạch dạy học online, và đồng thời có lưu trữ lại các cái bằng chứng về các nội dung, các bài học mà họ có thể trình ra đối với lại các cơ quan quản lý giáo dục thì sẽ được xem như họ hoàn thành cái chương trình và họ vẫn cung cấp đủ cái dịch vụ giáo dục của họ. Dù chỉ mới dừng ở bậc phổ thông trung học, thế nhưng việc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế quản lý dạy học trực tuyến đã là một tín hiệu vui với nhiều trường. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh tiêu chí về công cụ dạy và học, cách thức đánh giá, thì quy chế cũng cần quy định rõ thế nào là hoàn thành chương trình dạy và học với hình thức này. Hoàn thành chương trình học ở trên hình thức online với lại hình thức trực tiếp về số ngày không nên là như nhau. Và cái điều quan trọng đó chính là hoàn thành chương trình, chứ không phải là hoàn thành số năm học. Ngoài yếu tố hạ tầng, theo nhiều chuyên gia, để dạy học trực tuyến đạt hiệu quả cao, đúng nghĩa là phương thức giảng dạy cộng hưởng với dạy học tập trung. Yếu tố đủ là tinh thần sẵn sàng của ba đối tượng, giáo viên, học sinh lẫn phụ huynh. Cái chính là cái sự thay đổi tư duy từ tất cả các bên liên quan, kể cả lãnh đạo bộ, những người làm chính sách. Hai bên sẵn sàng và cái điều kiện tốt thì vẫn đảm bảo được cái chất lượng đào tạo thì chúng ta vẫn công nhận cái kết quả đào tạo trực tuyến.
Dù vẫn còn khoảng cách trong việc tiếp cận dạy học trực tuyến tại các địa phương, nhất là ở khu vực đô thị và nông thôn, thế nhưng việc được công nhận đã là động lực để các trường nỗ lực làm tốt hơn trong tương lai, nhất là tìm ra phương thức tiếp cận người học hiệu quả. Sau bậc phổ thông, dạy học trực tuyến sẽ được chính thức thừa nhận ở các bậc học thấp hơn. Australia đang cân nhắc lại nhiều biện pháp để nhằm khôi phục hoạt động của nền kinh tế sau giai đoạn ngủ đông do tác động của đại dịch COVID-19. Trong đó, thì việc nối lại hoạt động của giáo dục quốc tế đang được ưu tiên, bởi đây là một lĩnh vực quan trọng đóng góp cho nền kinh tế 38 tỷ đô la Australia mỗi năm. Thủ tướng Australia Scott Morrison hôm qua tuyên bố, một số lượng sinh viên quốc tế nhất định sẽ được phép đến Australia từ tháng 7 tới đây. Đại học Quốc gia Australia và Đại học Canberra dự kiến sẽ là những trường đầu tiên mở cửa đón sinh viên quốc tế trong tháng 7. Các trường đại học ở Sydney, Melbourne và Brisbane cũng đang đàm phán kế hoạch đón sinh viên quốc tế trở lại. Tối qua, chương trình lễ hội áo dài Hội An, danh thắng Việt Nam đã diễn ra tại công viên ấn tượng Hội An, tỉnh Quảng Nam. Dựa trên ý tưởng và cảm hứng về những di sản thế giới tại Việt Nam được UNESCO vinh danh, 18 nhà thiết kế trong nước đã cho ra mắt các bộ sưu tập độc đáo mang sức sống mới cho áo dài truyền thống. Lần lượt qua các miền di sản, Vịnh Hạ Long, quần thể di tích Cố đô Huế, khu đền tháp Mỹ Sơn, một bữa tiệc của âm thanh, ánh sáng mãn nhãn. Tà áo dài hiện lên đại diện cho văn hóa mỗi một vùng đất, chinh phục khán giả, nhất là giới trẻ. Rất là xuất sắc, là đẹp, nó rất là nhiều cái cung bậc, nhiều cái đa dạng về cái thiết kế và lẫn phong cách. Không chỉ là người Đà Nẵng, người Việt Nam, người Hội An, người Huế vào mà người trên cả nước đều mong muốn để xem để có thể có thêm nhiều chương trình hơn nữa. Đó còn là di sản văn hóa phi vật thể gắn bó với đời sống tinh thần người Việt, với ý tưởng về tín ngưỡng thờ cúng hùng vương, bài tròi, ví dặm, đơn ca tài tử. Áo dài khoác lên mình màu sắc tươi mới hơn, sống động hơn nhờ kết hợp trình diễn cùng vũ đạo, bổ trợ nhau trở thành một sản phẩm sáng tạo có sức hút. Mong muốn được rằng là cái tà áo dài của mình không chỉ đẹp mà nó sẽ có những cái giá trị nhất định trong lòng những người yêu thời trang của Việt Nam. Tự hào thậm chí là rất kiêu hãnh về vẻ đẹp của những danh thắng đã được công nhận, và những tà áo dài thực sự cái vẻ đẹp gần như là bất biến đối với thời gian, thì sự kết hợp này nó sẽ tạo ra được những cái hình ảnh mới và nó mở ra một cái trang mới. Chương trình quy tụ hàng trăm người mẫu, diễn viên lần đầu tiên sáng đèn trên sân khấu thực cảnh có quy mô lớn nhất Việt Nam, được kỳ vọng góp phần lan tỏa hình ảnh áo dài bằng chính những câu chuyện của di sản thiên nhiên và văn hóa Việt. Lễ hội áo dài Hội An mang đến những cảm xúc mới mẻ, trẻ trung, nỗ lực sáng tạo đã lôi cuốn công chúng đương đại trở về với những nét đẹp và giá trị truyền thống. Ở phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Chương trình thời sự lúc 12 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình này trên website vtv4.vtv.vn hoặc kênh YouTube VTV4Girl. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.